Vâng, các đây xin kính chào các bác nhé. Hôm nay giới thiệu các bác sản phẩm rất tuyệt vời các bác nhé. Sản phẩm 3 trong 1 luôn. Các bác này. Đấy, các bác nhìn bên ngoài như một cái mixer nhé. Và thực chất đây nó là một cái mixer đa năng. Đấy. Các bác nhìn thấy đôi mic này chưa? Đấy, đi kèm là đôi mic luôn, rất tuyệt vời. Đấy, sản phẩm rất là hiện đại. Đây là cái mixer mini nhé. Có kết nối Bluetooth này, có đọc thẻ USB này, tích hợp luôn bộ micro không dây này. Đấy, micro tay nhôm như các bác nhá, màu nâu cà phê tuyệt đẹp luôn, màn hình này. Đấy, rất là đẹp, nói chung rất đẹp. Sản phẩm rất là tuyệt vời, giá thì rất là hợp lý, chỉ 1.250.000 thôi. Con này là con mixer mini nhá. Có tích hợp micro, hai micro không dây, và tính năng đặc biệt của nó hơn những cái mixer bình thường, đó là có thể hát live stream được các bác nhé. Đấy, tặng kèm cho các bác cái dây này, các bác sẽ kết nối vào cái điện thoại, các bác hát live stream, tức là các bác phát trực tiếp trên Facebook này, hoặc là trên YouTube, hoặc là các bác quay video vào thì cái âm thanh sẽ trực tiếp từ cái mixer này đi vào điện thoại, quay video hoặc điện thoại phát livestream đấy, phát trực tiếp ấy, thì âm thanh nó rất là trong trẻo luôn, chứ không như là các bác hát karaoke ra loa xong các bác thu lại hoặc các bác phát trực tiếp lại như thế nhá, như thế thì rất là tạp âm, không ra cái gì. Đấy, các bác cắm vào đây là các bác nó chuyển âm thanh trực tiếp từ cái bộ này vào cái điện thoại livestream, là tiếng của nó thu rất là hay như ca sĩ luôn nhá. Đấy, trở về cái chức năng mixer của nó nhé. Mixer của nó là ở đây thì nó sẽ tạo vang, thì nó cũng chính là một cái vang cơ đấy các bác. Nó tạo vang cho, tiếng vang cho chúng ta để hát karaoke. Thì bên này sẽ là cái chỉnh vang của cái chỉnh vang và chỉnh volume của cái mic thứ nhất nhé. Bên này là mic thứ hai, còn đây là chỉnh nhạc bass check của nhạc nhé, nhạc vào đấy. Còn đây là chỉnh volume tổng này. Ở đây là vang. Vang các bác nhé. Cũng là chỉnh vang của hai mic này luôn. Còn đây là chỉnh âm lượng của cái tai nghe. Ấy, khi mà các bác hát live stream ấy thì là âm thanh sẽ được phát từ đây vào cái điện thoại của bác nhé. Vào cái điện thoại, tức là các bác có hai điện thoại, một điện thoại phát nhạc, một điện thoại là phát trực tiếp. Hoặc là quay phim ấy, thì các bác sẽ cắm cái dây này vào cái điện thoại mà quay phim hoặc là phát trực tiếp ấy. Rồi thì các bác sẽ kiếm một cái tai nghe và cắm vào đây nhá. Thì khi các bác hát trực tiếp thì nó không phát ra loa mà, thì các bác phải nghe bằng tai nghe này để xem cái giọng hát của mình nào. Đấy. Thì đồng thời là ở cái điện thoại livestream kia là khán giả của chúng ta trên Facebook hay trên YouTube đấy, người ta sẽ nghe thấy mình hát trực tiếp luôn. Và hát hay như là trong đĩa luôn. Nhạc trong trẻo như ở trong đĩa ra, chứ không như là chúng ta thu trực tiếp. Khi mà nó phát ra cái loa này, nó thu lại, phát lên thì nó sẽ không hay. Rất tuyệt vời nhá. Chỉ có 1.250.000. Đấy, bao gồm có cái vang thiết kế kiểu mixer này nhá. Và có thể phát live stream này, kèm hai micro này nhá. Đấy, các bác mua bộ hai micro chất lượng ngang như này đó đã tầm gần 1.000.000 rồi. Đấy, có cái này nữa, kết nối Bluetooth rất là tuyệt vời đây nhá. À, kết nối Bluetooth này. Đây, giới thiệu các bác cái mạch, cái âm ly mini này nhá. Âm ly mini này cũng có kết nối Bluetooth này, nhưng mà nó có cổng vào cổng ra. Trước đây nhá, bây giờ là em không cái dây này. Các bác mà gắn cái loa, cái dây trắng này nhá, thì sẽ phát live stream nhá, hoặc thu vào điện thoại. Còn để hát ra loa thì các bác sẽ cắm vào đây. Đấy, đưa âm thanh ra vào một cái âm ly nhá. Đây là âm ly mini này, đấy, sau đó phát ra loa. Âm ly mini này chạy Class D siêu nhỏ nhưng mà công suất rất là hay, giá 160.000 nhá.
chạy nguồn 12V, chạy ắc quy được nhá, em đang chạy bằng ắc quy đấy. Giá 160.000 nhá. Có Bluetooth, các bác có thể là kết nối điện thoại này với Bluetooth của cái này luôn, là phát ra loa. Nếu mà nghe nhạc nhá, không hát karaoke. Còn hát karaoke thì các bác kết nối Bluetooth của cái điện thoại này với cái mixer này nhá. Đấy, xong nhạc rồi là tiếng mic từ mixer này sẽ thông qua cái dây này đi vào âm ly này. Rất là hay luôn. Đấy, đây các bác nhá. Đấy, cái bộ này nó có hai mic đấy, khi mà các bác hát hai người đấy, hát livestream mà hát hai người thì quá tuyệt vời. Bình thường cái mic livestream ấy người ta bán rất là đắt nhưng mà chỉ hát được một người thôi, cái này hát được hai người nhé, rất là tuyệt vời. Hát tức là hát như mình hát karaoke ở ngoài này này, nhưng mà khán giả chúng ta là khán giả trên Facebook, người ta nghe trực tiếp. Này, alo, một hai, cái này tùy chỉnh rất nhiều nhé, các bác chỉnh thoải mái luôn. Alo, một hai, ba bốn là 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, từ từ cái này nhá, từ cái này thì các bác có thể là đưa âm thanh ra âm ly hoặc cục đẩy nhá. Tức cục đẩy công suất đấy. Thế dùng chuyên nghiệp thì người ta sẽ dùng vang và cục đẩy. À, còn ngày xưa thì chúng ta hay dùng âm ly, nó có vang sẵn rồi. Thì dùng chuyên nghiệp sẽ là vang này, đưa ra cục đẩy. Ở đây là âm ly mini thôi, có chức năng như cục đẩy nhá. Đấy, nhà các bác dùng công suất lớn các bác dùng cục đẩy. Đấy, các bác chỉ cần mua cái này và cái cục đẩy đánh loa lớn tuyệt vời luôn. Hoặc là âm ly nhà các bác không hay ấy, lỗi rồi, hoặc là lỗi vang rồi, các bác mua cái mixer này về ghép vào à, tuyệt vời. À, thỉnh thoảng livestream trên Facebook rất là tuyệt vời. Đấy, nhà âm ly nhạc rất là hay luôn, các bác nghe. Bây giờ nhá, em sẽ hát ra loa này xong thu lại nhá. Xong là bây giờ hát ra loa xong thu lại này. À, thu từ loa kia vào đây nhá. Thì các bác nghe âm thanh nó sẽ khác. Tí nữa là cắm trực tiếp từ cái mixer kia nhá. À, vào đây livestream, tức là không phát ra loa nhá mà phát trực tiếp vào cái điện thoại đang quay này. Này. Hát thử một bài nhá. Lực 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, trực tiếp, tức là âm thanh ra ấy, bây giờ sẽ không ra âm ly nữa, sẽ ra cái dây này và kết nối trực tiếp vào cái điện thoại. Đấy là chức năng livestream nhá, livestream hoặc là thu âm trực tiếp vào điện thoại. Alo, 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 alo. Đấy, bây giờ các bác có thể nghe thấy nhá. Bây giờ em không cắm tai nghe thì sẽ không nghe thấy cái gì cả. Thì bây giờ sẽ cắm tai nghe. Cắm tai nghe vào thì mình kiểm tra được cái âm. Đây. Alo, alo. Đấy, nghe thấy tiếng vang rồi, chắc là các bác đang nghe thấy tiếng vang rồi. Bây giờ tiếng nhạc bây giờ các bác nó trong trẻo luôn nhá. Tiếng hát hát hát.
nghe thấy âm thanh nó khác hẳn chưa? Bây giờ rút cái dây kia ra nhé. Đấy, gọi là livestream nhé. Livestream là lúc. Xin chào các bác nhé. Các bác mua hàng xin liên hệ số máy nhân viên bán hàng 0964 867 866. Đây là âm ly 12V siêu mini, công suất thì khá là đáng lẻ, đánh rất hay. Cái này đánh côn 38 trở về là đánh chơi chơi ok đấy, rẻ công mà 160.000. Có Bluetooth 5.0, bắt rất là xa. AP15H nhé. Rồi này có mixer đa năng, kiêm thiết bị livestream, kèm hai micro không dây này, kèm dây livestream, giá 1.250.000 các bác nhé. Đấy. Xin chào các bác nha. Các bác yêu mến hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi video mới nhất kênh Khắc Thanh Store và kênh Mua Rẻ 365.com và kênh Rẻ Tiền Review, là kênh review sản phẩm rẻ tiền trên mạng các bác nhé. Xin chào các bác.